Xin chào mọi người, hôm nay thì anh sẽ test thử âm thanh của chiếc loa Composite MR2 cùng kết hợp với lại Silent Guitar Natasha Classic. Mời mọi người cùng nghe thử và đánh giá xem là âm thanh có ok không nhé mọi người nhé. Em hiện tại đang test trong một căn phòng khoảng 20m² nhé mọi người. Và mới mở được có khoảng 30% công suất của chiếc loa. Đấy. Mời mọi người cùng nghe thử nhé. Trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mưa trên môi mềm. Em thơ như mùa thu đầu, nối dài đêm thâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh là lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì xuân sang, còn thương nhớ nhau về tháp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt chẳng thề, lời yêu chưa nói trên môi nụ cười. Đường ta đã qua chim khuất chân trời, đường ta đã qua chưa buông dã rời, dù hồn thôi mơ, dù hồn tôi đưa. Đây, âm thanh rất là to, rất là hay. Và đặc biệt là cái em này có rất nhiều reverb, chế độ reverb và delay, rất nhiều chế độ khác nhau, hiệu ứng khác nhau, rất là hay mọi người nhé. Thì đối với hai sản phẩm này thì giá của combo là chỉ có khoảng hơn 15 triệu mọi người nhé, hơn 15 triệu một tí xíu thôi cho hai sản phẩm này. Nếu mọi người có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0888 517971 mọi người nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.